Rồi hello, shop xe máy Hồng An xin kính chào cả nhà. Và shop xe máy Hồng An lúc nào cũng luôn chúc bà con có bao vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Bên shop mình là chuyên cung cấp những phụ tùng hàng tháo xe, hàng rã xe, theo xe đủ chủng loại, đủ đời, đủ dòng. Tất cả trên xe đều có tại shop xe máy Hồng An nha anh em. Không thiếu một món anh em ha. Anh em cần những cái phụ tùng linh kiện neo nè, future neo, future X, rim Thái, super rim quay Thái, quay Alpha, quay 110, quay S, quay ZX, đủ loại, đủ gấp, đủ đời. Bên shop mình đều có nha anh em ha. Các chủng loại bô, lốc máy, đầu lòng nồi dên, đồng hồ, mâm, câm niềng đùm, tất cả đều có tại shop mình nha anh em ha. Thì hôm nay thì Hồng An xin chia sẻ với anh em một chiếc xe rã đời 96 mới chia lại của ông anh mình. Những cái phụ tùng linh kiện của một con rim Thái đời 96, xe chạy 49.000 cây. À, ông anh mình mới đem qua thì sẵn Hồng An chia sẻ luôn. Trước nhất là quay lại cho anh em mình xem để anh em mình về ráp những con xe 3-40 triệu hoặc 5-60 triệu vẫn được nha. Hồng An nhận định những cái phụ tùng ở đây ráp lên những con xe 5-60 triệu là bình thường, là hợp lý nha anh em ha. Và giá cả rất là mềm. Vì là con xe đi 40 mấy ngàn cây, rừng 50 ngàn cây rồi anh em, thì đồ của nó thì anh em có thể vô những con xe 5-60 triệu khó khả năng thì anh em vô được hết, bình thường hết. Chức xe, chức đồ, phụ tùng rất là đẹp, tương đối là khá nha anh em. Thì những phụ tùng ở đây anh em về ráp lên là ok ha, không có cần và phải chỉnh sửa hay hoặc xử lý gì hết. Đồ là đã trên xe tháo ra rồi thì Hồng An cũng đã kiểm tra những linh kiện của nó rất là kỹ rồi mình mới chia sẻ cho anh em nha. Đặc biệt phụ tùng ở đây bán bảo hành cho anh em mình dùng từ 3 tháng đến 6 tháng. Những sản phẩm quay trên đây anh em mua về, bên shop mình đều có làm lại dấu niêm phong, thì anh em mình cứ dùng trong vòng 3 tháng đến 6 tháng. Nếu có trục trặc, có bị phát sinh những cái vấn đề về giống như Hồng An cam kết, thì anh em có quyền được trả, được đổi sản phẩm tương xứng với giá trị anh em mình đã bỏ số tiền ra mua. Thì đây là những sản phẩm của nó. Gồm cái bửng, ba nắp, lốc máy, cặp bà đùm má của đêm Thái 96. Và trước tiên Hồng An sẽ chia sẻ cho anh em bộ dây điện nha anh em ha. Bộ dây điện theo xe rất là tốt, 1 triệu anh em ha. Nói chung là dây là kiểm tra rồi, cọc thao, cọc bình đầy đủ hết anh em. Cọc bình, cọc thao nè, còn nguyên zin nè, kể cả chì luôn vẫn còn nguyên zin ha. Giấy niêm, dấu niêm phong vẫn còn trên sườn luôn. Tất cả chui là và không có cắt, không có nối, không có đấu, nguyên zin như chiếc xe luôn nha anh em. Chui điện, chui sạc ha, không cắt, không có nối, còn nguyên hết cao su. Những cái cọc còn nguyên hết anh em, không thiếu một cọng ha, không cắt một cọng, đầy đủ hết. Kể cả giấy niêm phong sườn vẫn còn nè. Anh em ráp con xe 5-70 triệu bình thường anh em. Dây điện sườn này đẹp lắm anh em ơi. Anh em nhìn nè. Không cắt, không nối nè. Cái chụp dây trên hoa lăng mâm lửa nè, anh em nhìn nè. Chụp vẫn còn nha anh em ha. Chụp nhựa đa số là những cái chụp này họ là đều bị bể nè, thứ hai là bị bể, bị rách hết nè. Có dây điện sườn này vẫn còn nguyên nha anh em. Ở dấu trong đây nè, rất là đẹp. Để tránh nước đồ anh em đi rửa đó, rửa xe là tránh nước, không có bị ướt anh em ha. Hồng An thấy là chục chiếc là đều bị rách hết anh em. Những con xe rách hết trơn hoặc là bị mất luôn. Còn riêng cái cổng dây điện sườn này vẫn còn nguyên nha. Và chụp cũ đề nó nhìn nè, trong veo thấy không? Dây điện trong veo quá đẹp anh em ơi, chỉ có 1 triệu nha anh em ha. 1 triệu là quá rẻ rồi anh em. Anh em mua một cổng dây điện sườn Thái hôm nay bao nhiêu rồi mà những cái ruột sao bằng những cọng dây này anh em, khó qua lắm anh em ơi ha. 1 triệu đó anh em, quá bèo. Này chui chui sao anh em. Chui sao á, báo xăng nè, chui sao nè, rồi lê đề nè, rồi lê đề nè, đủ hết trơn, không thiếu ha anh em ha. 1 triệu nha anh em. Tiếp đến là cặp cùm nha. Cặp cùm là đúng đời rim Thái đời 96 nha anh em ha. Nó vẫn còn vàng vàng màu gạch cua nha anh em. Cùm này nói chung công tắc ok ha anh em ha. Có pha đầy đủ hết. Hồng An cam kết với anh em về kiểm tra, nếu mà không đúng như Hồng An nói thì anh em có quyền đổi trả sản phẩm khác. Xi nhan dây là ok, có pha đầy đủ nè, càng nè. Dây kéo e đồ vẫn còn trên đây luôn nha anh em.
Đó. Và thứ hai á là anh em thấy nè, những cái dây điện nè còn nguyên zin nha anh em ha, nguyên zin chua zin hết. Đó, anh em thấy không, nguyên zin chua zin nha anh em. Đó. Nguyên zin chua zin nha. Đó. 500.000 thôi nha anh em, 500.000 thôi nha anh em ha. Thứ hai là củ đề anh em ha, củ đề nè, than zin nha anh em, để rất là nhẹ, một ngón thôi, phòng tay thôi nha anh em ha. Củ đề đúng rim Thái nha anh em ha, đúng rim Thái nha anh em nhớ kỹ nha, đúng rim Thái chứ không phải là super rim này kia nha anh em, đúng rim Thái. 1.000.000 than zin nè, chưa mở dấu than nha anh em, than zin nha anh em ha, củ đề zin, than zin. Bảo hành dùng 6 tháng cho anh em nha. 1.000.000 thôi nha anh em. Nè, chưa dấu mở nha anh em ha. Than zin nè. Thấy chưa? 1.000.000 nha anh em. Nói chung là cái phụ tùng này Hồng Mang được chia là ông anh thì rất là giá rất là tốt, thì chia sẻ giá tốt cho anh em. Đó. Bị con xe cũng 40 mấy ngàn cây rồi, cái chất xe nó anh em nhìn cũng biết anh em ha. Đó. Cũng không phải là dạng đẹp, dạng vừa vừa ha, nhưng mà anh em nhìn anh em biết liền à, đánh giá được. Đó, anh em dùng đó, đúng rim Thái. 1.000.000 bảo hành là 6 tháng nha, chủ đề này 1.000.000 bạc, tặng kèm anh em cộng dây luôn nha anh em ha, 1.000.000. Rồi tiếp đến mặt đồng hồ anh em ơi, đồng hồ nè, đúng 49.000 cây nè, xe này nè anh em, đồng hồ zin nè đó, báo xăng nè, thứ nhất là ok nè, hoạt động bình thường nè, công đò mét cái ruột của nó nè, sử dụng bình thường nha anh em ha. Thứ hai là chui dây, những cái bóng đèn còn nguyên zin, răng cỏ còn nguyên, không có bị tuôn găng. Đó. Răng cỏ nè quan trọng lắm nha anh em ha. Đó. Còn nguyên zin nè, công đò mét, dây điện, báo xăng, đúng rim Thái nha, không phải super rim nha anh em ha. Đó. Và anh em nhìn kỹ cháu niêm phong giấy vẫn còn anh em, bị rách anh em ơi. Đó, của nó nè. Đó. 1.000.000 nha anh em ha. Nói chung anh em dùng là thoải mái luôn, đúng hàng anh em. Đúng hàng dùng. Rim Thái mà anh em, cặp nè. Quá trời đẹp ha anh em ha. Rồi chóa đèn. Bộ này là 1.500.000. Anh em muốn mua riêng, Hồng An bán riêng ha. Chóa đèn, bóng đèn 1.000.000 nha anh em, có luôn chui. Chui zin nè anh em ha. À, nhìn biết liền nha anh em, chui zin nè, thấy không? À, nguyên zin hết, đúng hàng rim Thái nha, 1.000.000 nha. Còn cái kỳ ngoài á là sơn zin nha anh em, nó hơi bạc bạc chút xíu, 500.000 nha. Anh em có thể mua lẻ, Hồng An bán lẻ, anh em lấy kiền thì 500, anh em lấy chóa thì 1.000.000, có luôn chui điện sao hết, đầy đủ hết, nguyên combo. Bán lẻ thì bán lẻ, lấy nguyên combo thì 1.500.000. Còn lấy lẻ thì cái chóa không 1.000.000 ha. Cái kỳ ngoài là 500.000. Đẹp lắm anh em ơi. Đẹp lắm. Trong gấp nhiều con xe mà 40-50.000 là bình thường anh em ha. Vì cái chiếc xe nó như vậy mà anh em. Đó, thì 40 mấy ngàn cây, 50.000 cây thì cái giá thành nó cũng cỡ ở đó đó anh em. Rồi được cái đuôi đèn sau đẹp nha anh em ha. Đuôi đèn sau rất là đẹp. Đuôi đèn sau nè. Những cái bát nè, bát ốc là còn nguyên hết anh em, không gãy nha anh em ha. Không gãy bát nha. À, và đặc biệt là chui của nó nè anh em. Chui dây là ok ha. Chụp xi nhan zin. Đuôi zin. Đuôi còn nguyên zin, dây điện zin, không cắt không nối ha. Đúng hàng rim Thái 96. Đặc biệt là những cái chụp xi nhan anh em. Không nứt. Không có chày luôn nha anh em ha. Không chày không nứt nha anh em. À, ốc của nó nè. Chưa có mở vệ sinh nha, anh em về anh em xiên anh em rỡ rã nó ra nha, ốc của nó, ốc này mới đúng zin nè. À, không có đen thui nha anh em ha. Đó, ốc zin của nó đó anh em. Bộ này 1.000.000 nha, nói chung hàng hơi bị đẹp. Hơi bị đẹp nha anh em ha. Đâm ra 1.000.000 nha anh em. Đó. Vì nó là hàng hơi bị đẹp và hàng theo xe. Đúng hàng 96 luôn nha anh em. Đó. Chưa có mở vệ sinh luôn anh em, cỡ này đó. 1.000.000. Rồi tới cái bình xăng con anh em ơi. Bình xăng con VIP mã 88. Trái ga, trụ ga còn nguyên zin, không chảy xăng dư, ga đầu ga cuối liền ga, không hợp, không hao xăng. Đó, không hao xăng nha anh em ha. Anh em nhìn nè,
ốc chỉnh gió, ốc RNT nè, anh nhìn biết liền anh em. Đầu theo xe mà anh em. Đó. Quá đẹp anh em ơi. Đó. Mà thấy anh em. Ghê chưa anh em? Nói chung con xe mà 40-50 ngàn cây bữa đầu nó cũng đẹp lắm anh em, không đến nỗi tệ đâu. Nói chung thì anh em nhìn biết liền à, xe trên Sài Gòn mà anh em. Từ đó là đẹp, đẹp lắm anh em ơi. Nó dân zin của nó nè. Đó. Rồi đây là một cây trái à, bích tâm ga, kim ga. Đó, chưa mòn, chưa khuyết. Nói chung là bao anh em dùng đi anh em ha. Coi là coi như vậy thôi anh em. Nói chung thì coi là coi thôi. Quan trọng là anh em ráp lên nó có ok hay không là nằm ở chuyện mà nó nổ máy đó. Đó. Bộ bình xăng này 1,5 triệu nha anh em ha. Có luôn coi nha. Rất là ok rồi anh em. Quá rẻ anh em ha. 1,5 triệu thôi. Vip quá anh em. Đó. Bao dùng ha. Bảo hành 3 tháng cho anh em mình dùng. Đó. Không hao xăng, không chạy xăng dư. 1,5 triệu. Rồi tới cặp kiến anh em. Hôm nay dư được cặp kiến ha. Cũng 3 chữ A có cái G anh em. Cặp kiến Nghiêm Thái nè. Anh em đang cần nè. Hôm nay giá cũng tương đối là tốt anh em. Thường thường là cặp kiến này bán trên 1,5 triệu đó. Nhưng mà cái lô đồ này thì nói chung này rẻ ha. Solo được cái này cái kia. Đó. Chỉ có 1,000,000 thôi nha anh em. 1,000,000 cặp kiến nha. Thân kiến vẫn còn màu lính nha anh em. Đẹp anh em ha. Chân 17 nè anh em. Đó. Nhựa zin, cao su zin nè anh em. Thấy không? Đó. 1,000,000 thôi nha anh em. Ngày thường là tới 1,5 triệu đó. Thường thường anh em mua lẻ đó là 1,5 triệu. Nhưng mà ở đây mua được những cái lô. Mua một lô luôn anh em. Không ăn gom được một lô của ông anh ổng mới rạ chiếc rim Thái 96 đó. Thì mình gom được một mớ hàng. Có này có kia anh em ha. Đó, thành ra giá nó hơi bị tốt. Đó. Thì anh em nào có cơ duyên thì lụm cái những món hàng này đó anh em. Lâu lâu được một món anh em ha. Đó. 1,000,000 nha anh em, một cặp anh em ha. Anh em nhìn kiến zin anh em. Nè. Không có bị lắc kiến nha, em ru nha. Đó. Thì cái kiến nó bị rè anh em ha, không có lắc nha. Kiến là phải là ok, không có bị rung anh em ha. Đó. 1,000,000. Rồi cặt te. Cặt te xe này là nó có sơn lại rồi nha anh em, nó có dặm nha. Nói chung là dặm giả zin anh em nhìn cũng đẹp lắm anh em. Thấy cũng hợp lý đó, phải không? Đó. Còn cái miếng tem, đó, dặm giả zin. Có dặm có bắn. Nói chung là có dặm có bắn đi anh em ha. Anh em ráp xe 30-40 triệu là ok luôn. Đó. Chứ đồ theo xe nó mắc lắm. Đó. Gáp đó là chuẩn bài luôn nha anh em ha. Đó. Gáp xe 30-40 triệu, 50 triệu vẫn ok. Đó. Gáp xe cài vẫn được nha anh em. 800 ngàn nha anh em ha. Đó. Chứ anh em đi mua những cái đồ mà theo xe chưa chắc nó đẹp đâu anh em. Nó cũng bị xét, bị bục hết trơn rồi. Đó. Đồ hợp lý, có 800 ngàn đó anh em ơi. Sử dụng ok hết. 800 ngàn thôi. Đó. Nói chung thì có dặm có bắn qua nhìn nó cũng khá chút xíu anh em ha. Nhìn nó cũng có cái vẻ đẹp đẽ chút. Chứ không dặm không bắn nhìn nó bị chốc, bị chày, bị bạc ha. Nhìn nó hơi xấu. Rồi 800 ngàn nha anh em. Cặp te ha. Rồi cặp phục nha anh em. Cặp phục này 1,000,000 nha anh em ha. Chân cẳng ti zin bạc zin nha anh em. Bao anh em nhún nhảy nha, không xì không sượng nha, không chảy nhớt nha anh em ha. 1,000,000 đây nha anh em. Hình người còn đủ hết nha anh em ơi. Đó. Bạc ti nè, còn nguyên zin nè. 1,000,000 đây nha anh em. Đó. Hình người đầy đủ hết. Đó. Nước xi vẫn còn đẹp anh em ha. Xi là so nè anh em. Đó. Chung ráp xe 40-50 triệu là bình thường anh em. Đó. Chân keo vẫn còn đẹp anh em ha. Thằng gặn của nó đó. Quan trọng là nhà ti zin nhúng zin, không có chạy nhớt anh em ha. Không xì sượng. Đó. Lên keo lên móc của nó nguyên zin nè. Như vậy đó anh em. Đó. 1,000,000. Chỗ này nó hơi bị chóc sơn chút xíu anh em. Đó. Cũng bị chóc nha anh em ha. Tránh không khỏi anh em. Chỗ này nha anh em. Đó. Hình người nè. Còn rõ nét lắm nha anh em. À, tây zin nè, còn vàng khè anh em. À, chưa có bị xét bị đồ anh em ha. À, đời 96 nha anh em. Rồi tới cặp nhúng trước. Cặp nhúng trước thì cũng 1,000,000 nha anh em ha. Anh em coi kỹ nha, tây zin nè. Cỡ này đó anh em. Tây zin nha, chưa phục hồi, chưa canh chỉnh nha anh em. Anh em nhớ một điều nha. Tây zin, vỏ zin
Ford Zin. Nhìn kỹ anh em ha, ti chưa có xước đâu anh em. Ford Zin nè, anh nào? Đó, ti Zin nè. Đó, đây nè. Chưa có dấu mở nha anh em ha, nguyên zin hết. Đó anh em thấy chưa? Chỉ có tội cái là bắn là anh em ha. Xe này có sơn nha anh em, nhưng mà sơn rất là đẹp ha. Nói chung phụ tùng này gáp cho những con xe nói chung là 30-40 triệu bình thường nha anh em. Đó, xe cài xe rồi nhưng mà dùng rất là bền ha. Vẫn được bảo hành cho anh em mình dùng 3 tháng dùng nha. Đó, 3 tháng dùng. 3 tháng dùng nha anh em. Đó, có đát có năm nè anh em. Đát năm rõ ràng hết cho anh em ha. 96 anh em. Đát năm rõ ràng hết. Đó. Quá đẹp. Giá rẻ. Sử dụng bền. Có 1 triệu rồi nha anh em. Thấy không? Chưa có dấu bắn nè. Những cặp phục mà nó mở ra phục hồi qua nó có dấu bắn mở trên đây anh em. Đây họ mở ra họ chăm nhớt canh dầu thay lò xo đó. Còn ti người ta anh em thấy không? Không một dấu cạnh nè, dấu mở nè. Chưa mở, chưa canh luôn nha anh em. Nhúng anh em dễ coi lắm, coi những cái chỗ này nè. Có dấu rặn, dặn dấu mở qua chưa là biết liền anh em ha. Đó. Mình nhúng zin ti đẹp, bao đẹp luôn anh em. Đó, 1 triệu à. Chẳng là cá qua nó sơn lại thôi, sơn lại là cũng đẹp anh em. Nhúng này mà chưa sơn mà đẹp như vậy 3-4 triệu chưa chắc kiếm có đâu anh em ơi. Chẳng qua sơn lại rồi thì Hồng An mua cái lô này nó rẻ đó anh em. Đó. Chỉ có 1 triệu thôi anh em ơi. 1 triệu. Rồi tới cái gấp sau. Gấp sau giá tốt. Cao su các chân zin vẫn còn nha anh em. Bạc thao zin nha anh em ha. Chưa đóng, chưa ép nha, bạc thao zin nha. Nhìn kỹ hình ảnh đây anh em ơi. Mà quay rất là kỹ nha anh em ha. Đó. Còn nguyên hết nha anh em. Bên này là bên bọc cái sơn nên nó sẽ bị xét. Đó. Chấp sơn nha anh em ha, chấp sơn. Đó. Ở đây được cái tem, tem zin vẫn còn nha anh em. Đó. Nước sơn mặt tiền này rất đẹp ha. Mặt tiền đó anh em. Mặt tiền bao đẹp anh em ha. Mình quay mặt tiền nha anh em. Đó. Quay mặt tiền. À, tiền anh em à, tiền anh em ha à, bạc zin luôn anh em, chưa đóng bạc nha anh em ha. Rồi có luôn một cái bát luôn à, có luôn bát cho anh em, cao su zin vẫn còn. Rồi phần dưới nha anh em ha, phần dưới. Phần dưới là nói chung là nước sơn còn đẹp, chưa có bị xét, bị mục. Đó. Phần đáy anh em ha, gọi là phần đáy dưới á, phần thân dưới đó. 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 Rồi, cái này 1 triệu thôi nha anh em ha. Nó dùng giá tốt cho anh em mình dùng, 1 triệu thôi. Bạc thao nguyên zin hết, không? Không có ép. Thẳng băng. Đó. Nước sơn tạm khá anh em ha, nước sơn tạm khá, cao su zin vẫn còn. Đó, gấp con xe 30-40 triệu là ok luôn nha anh em, lõi zin luôn nè, cao su zin anh em thấy không? Đó, đầu nguyên theo xe của nó nè. Đó, đầu theo xe nha. Đó, lõi zin vẫn còn nha anh em. Đó, một con xe trên 40 mấy ngàn cây anh em, đồ nó không đến nỗi tệ đâu anh em ơi ha. Lõi zin, chốt zin nè, thấy chưa anh em, nguyên zin hết nè. Đó, đầu theo xe đó anh em, nó như vậy đó, chỉ có 1 triệu thôi. Cặp cao su anh em mua lẻ theo xe mắc lắm nha anh em ha, chẳng qua trên chiếc xe bán như vậy cho anh em mình dùng. Rồi tới cái chẳng ba. Chẳng ba này, chẳng ba cũng rất là đẹp ha. Trên chiếc xe tháo xuống, nhìn cái chẳng ba là hiểu rồi anh em. Đó. Răng cỏ còn nguyên nha anh em nè, không tuôn răng nha. Đặc biệt là ở đây là cứng ngắc nha anh em, không có đóng miệng đóng chén nha. Đó. Cam kết chưa ép, chưa canh chỉnh luôn nha anh em. Răng cỏ còn nguyên hết anh em ha, không tuôn răng nha, 4 con đầy đủ hết. Thân nè, quá đẹp. Chẳng ba anh em nhìn kỹ anh em. Cái này đó anh em.
cũng chưa có rửa sạch sẽ anh em ha, có sao quay như vậy luôn cho anh em mình. Đó. Răng nè anh em, đủ răng ha, không tuôn răng nha anh em. Để cả cái râu vẫn còn nè, cái râu này để anh em bắt cộng dây thắng và dây công đầu mép anh em, rất nhiều là bị gãy hết trơn nha anh em ha. Đó. Rất là đẹp, răng còn nguyên, răng còn nguyên nha anh em. Đó. Phần dưới nè, răng nè, không có tuôn răng, không có gãy nha anh em ha, bị âm nha anh em. Chẳng ba theo xe rất là nặng anh em, cầm nặng lắm anh em ơi, nặng như cục đá anh em, nặng lắm anh em ha. 1 triệu đây nha anh em. Nói chung là chẳng ba rim Thái, anh em mua cây chẳng ba cho nó chất lượng chút nha anh em, đáp lên xe nó đầm lắm ha. Anh em mua những cái chẳng ba mà ép qua hoặc lỏng lưng lỏng chén rồi anh em chạy không có ngon nha anh em ha. Đặc biệt là phần này nè, đó là phải còn cứng chứ đừng có bị đóng chén đóng dâm nó lỏng le anh em, lỏng lưng á, xài thời gian nó sàn dữ lắm. Con này chưa đóng qua luôn nha anh em, kén zin nè, chưa có dấu mở nè, kén zin rim Thái vẫn còn nha anh em ha, kén zin của nó nha anh em, kén cổ zin đó. À, anh em muốn dùng thì dùng lại nha, 1 triệu. Rồi tới cũng là của nó, một viên combo luôn nha anh em, đi đông sỏi khỉ bao gồm combo 500.000 thôi anh em ơi. À, dấu chấm sơn còn nè. À, kể cả cái khóa nè, khóa cổ vẫn còn là 7 màu anh em, khóa cổ đó anh em nè, nè anh em thấy không, khóa cổ nè, 500.000 anh em ha. Cái bộ sỏ khỉ này không cũng đáng 500.000 rồi anh em, anh em đi mua những cái phụ tùng lẻ đó, cái bộ này thôi 500.000 là xứng đáng rồi. Mà không ăn bán kèm cho anh em viên cái ghi đông luôn ha, ghi đông còn sơn đẹp nha anh em, răng cổ còn nguyên nè anh em, nước sơn bao đẹp, ốc zin luôn nè anh em, chưa rửa ha, vẫn còn màu. Đó. Kể cả cái râu vẫn còn ha, kẹp dây rồi lại anh em thấy không, dây gút nè, dây điện nè, bát nè, răng nè, phần dưới nè anh em. Cao su của nó nè anh em, trời ơi nó đẹp, nhìn bên trong nó thấy của nó chất lượng ha anh em ha, trong đồ chất lượng quá anh em ơi, rất là nặng. Bộ này rẻ quá anh em, 500.000 không ăn bán rẻ quá, đúng ra thì nó sẽ bán khác nha anh em, mà bán lâu lâu bán gom nguyên cái combo này mua cũng rẻ, thì có luôn con tán cho anh em luôn nè. À, có luôn tán luôn nha anh em ha. À, tán zin của nó đó. Rồi 500.000 nha anh em. Anh em nào mua cái bộ này xài ok nè, lỡ đăng chia sẻ cho anh em ha. Cái nào mua được rẻ bán rẻ combo của nó đó anh em. Rồi. Tiếp đến cây chống ngang ha. Chống ngang bao gồm có luôn cái gác chân giữa, chống ngang, gác chân giữa luôn, nguyên combo này 800.000. Nè, Rim Thái nó có cái khía này nha anh em, nhớ kỹ nha, em thấy nó có khía ha anh em ha. À, còn rất là đen anh em, đen thui à. Chống ngang của nó nè anh em, thân xe nè. À, cũng còn xài được nha anh em ha, chưa có bị lủng ở đây, ok anh em ha. À, ok nha anh em, ok anh em ơi. Dày vẫn còn dày lắm nha anh em. À, nước sơn còn đẹp ha, đặc biệt là không có công bên nha, không có công bên nha anh em. À, đang thui thui lùi không. À, nhìn anh em nước sơn rất là dày luôn anh em ha. À, rồi 800.000 nha anh em. Nói chung thì lâu lâu được những cái combo này mua rẻ, mua solo á, không ăn mua mão anh em, nó rẻ, chứ mà mua tháo xe ra nhiều khi chưa chắc mình dám bán cái giá này anh em. Nhiều khi như trên những con xe mà đắt tiền quá, tháo ra bán là phải trên triệu mấy, 2 triệu không, tại đồ nó cái xe nó giá thành nó cao quá, tháo ra bán đồ món nó đôn cái giá lên, còn mình mua solo nhiều khi như vậy mà nó rẻ anh em ha.
Đó. Khi mình mua được rẻ thì mình bán rẻ thôi. Và cái chống đứng anh em, có chống đứng một kiểu nha anh em ha, chống đứng nè, chống đứng này quá đẹp rồi anh em, quá đẹp rồi anh em. Bao anh em cái lỗ là còn nguyên zin nha, không có bị quát nha anh em ha, lỗ còn nguyên zin hết, không có bị sàn bị lắc nha anh em, không bị quát nha anh em ha. Đẹp anh em. Ủa này như có dấu chấm hàng anh em, để chấm hàng rồi anh em ơi. Rồi nếu mà chấm hàng thì nó không có được đẹp rồi anh em ha. Mình bán 500.000 thôi, cũng đã bán 1 triệu quá anh em. Nè anh thấy không, bây giờ lỡ nó như có cháu chấm hàng đây rồi nè anh em, nó hàng cái sắt lên này, làm ra chỉ còn 500.000 nha, giảm phân nữa. Mình tưởng là nó nguyên zin, nhìn đẹp quá anh em thấy không nè, bên đây quá đẹp anh em, quá đẹp. Ai ngờ bên đây nó chấm hàng ha, nhưng mà vẫn ok cho anh em, chẳng qua nó xấu là xấu cái chấm hàng này nha anh em ha, nhìn không biết đâu anh em. Nó đứng thẳng đứng luôn anh em, 500.000 thôi anh em ơi. Rồi tiếp đến những cái trên cái yên, bắt yên để anh em bắt yên anh em, bắt đế yên á, yên sắt anh em ha. Đó, này phần dưới nè anh em, còn màu lính luôn anh em ha. Đó, khóa đầy đủ hết đó anh em, bộ này bộ theo xe ha, còn màu lính rất là đẹp luôn anh em. Đó, bắt lên nè, những cái móc nón nè anh em còn nguyên hết. Bộ này 300.000 nha anh em ha, nó gồm nguyên cái bộ này nha anh em. Đó, nó có luôn cái bên trong nè, cái bát nè. Đó, rất đẹp, 300.000 thôi anh em ơi. Đó, mua khó mua lắm nha anh em ha. Đó, anh em nhìn kỹ nè, nó còn màu lính luôn nha anh em nè. Đó, vậy đó, 300.000 thôi anh em. Rồi thùng xăng, thùng xăng này là rất đẹp anh em ha, anh em coi đâm nè, đúng 96 luôn nha anh em. Đó, có luôn nắp xăng nè, có luôn báo xăng cho anh em nè, báo xăng có luôn nha. Đó, thùng xăng đẹp, có luôn ống luôn nha anh em ha, 1 triệu nha anh em. Đó, báo xăng nè, trời ơi đẹp quá anh em, nắp xăng nè. Đó, đúng đời 96 luôn anh em ơi ha. À, không xăng nữa anh em, này bị chóc sơn dơ anh em ha, bao không có lủng đâu anh em, dễ gì lủng anh em thấy không. Đó, không có rửa gì hết. Đó, mình coi bên trong của nó anh em. Ok anh em ơi, ok nha anh em ha. Đó, ok nha anh em. Nắp xăng zin nè. Đó, giá 1 triệu thôi nha anh em, trời ơi nó rẻ quá, 1 triệu là đẹp lắm anh em ơi, gắn xe 5-70 triệu bình thường. Đó, kiếm đâu ra những cái thùng xăng này anh em. Đó, đúng rồi 96 luôn nha anh em ha. Đó, nói chung nguyên combo là 96 hết á, trên chiếc xe mà nó nói rã từ chiếc xe đời 96 mà anh em. Rồi tiếp đến ba ga sao ha, 500.000, nước xi đẹp, xi zin nha, không có xi lại nha anh em, 500.000 thôi nha anh em. Anh em về mua cao su mình gáp lên nha anh em ha, răng cũng còn nguyên hết. Đó, 500.000 quá đẹp, nước xi như mới, nước xi như mới nha anh em ha. Nước xi như mới nè anh em, rất là mới thiệt, đúng là mới thiệt anh em, rất là mới thiệt. 500.000 xứng đáng đồng tiền, chạy một lớp chút xíu anh em ha, xíu thôi nha anh em, chấm sơn bạc lên là không thấy nha anh em nè.
Thường thường là mấy cái này mà đẹp đẹp là triệu mấy, 2 triệu không nha anh em, không rẻ đâu anh em. Anh nhìn nè, không có vết tì xét luôn nha anh em ha. Đó, cả hai bên luôn anh em, thấy không? Nè, phần này mới ăn tiền nè anh em. Đa số phần này nó bị mục hết trơn rồi nè, cái lỗ thoát hơi nước đó anh em, thấy không? Mà cái cây này vẫn còn đẹp, bên trong bên ngoài lẫn bên dưới luôn, anh em thấy không? Đó, ít nhiều nó bị xét hết trơn à. Đó, mà nó ok quá trời luôn, thấy nè anh em, không có lủng, không có mục, hai bên đều ok hết. Này chưa có rửa đó nha anh em ha, rửa đẹp lắm nha anh em, 500.000 thôi. Rồi tới cái 3 ga mũi rim anh em, anh em về chịu khó chùi rửa lại nha, rất là dơ, 300.000 nha. Đó, nó dính những cái cát ở đây nè anh em, chóc sơn chóc xi nè, anh em về rửa lại nó ra hết trơn anh em ơi. Đó, vì họ bắt những cái rổ anh em, làm ra nó hơi dơ. Bắt cái rổ trên đây nè, mấy cái lằn rổ nè, anh em lao nè ra liền nè anh em, thấy không? Đó, mà đẩy nè, đẩy nhẹ ra nè anh em. Đó, ra anh em, thấy không? Đó, đẩy ra liền nè. Đó, khửi cái ga hết trơn à. Đó, ra nè, thấy chưa? Đó, nó dính ba cái dơ chứ không phải xét nha anh em ha. Ba ga rim nó khác súp bê chỗ nào anh em? Này nó khít hơn nè, súp bê nó hở ra nhiều hơn. Rim thai nó ngắn lắm nha anh em ha. Cái kẻ này nó ngắn lắm. Đó, 300.000 mà nó không có bị cong vên, không bị chày lát anh em, không có chày lát nha anh em ha. Đó, không bị cong nha, không bị ổn anh em ha, đó coi thẳng băng nha anh em. Đó, 300.000 thôi anh em ơi. Đó, tranh thủ mua nhanh nha. Đó, lâu được một cây. Đó, nước xi đẹp lắm, những cái ba ga mà nước xi zin của Thái á, nó bền lắm anh em, mà nước xi nó đẹp lắm chứ không phải như những cái ba ga mới bây giờ đâu. Thứ nhất là nó mỏng, nó nhẹ, thứ hai nước xi nó kỳ lắm, nó trắng trắng tươi anh em ơi, trắng tươi à, không phải như những nước xi này đâu, nó bóng anh em, thấy không, bóng sáng. Và những cái ba ga mới giờ nhìn nó kỳ lắm anh em. Đó, không có cong vên, không bị chày lát luôn anh em, họ bắt cái rổ á anh em ha, làm ra nó mới bị dính những cái dơ này nè anh em, về chà nhẹ là ra hết trơn à. Hôm nay cũng chẳng có rảnh anh em, mới lấy về chia sẻ hết cái lô hàng này cho nó nhanh anh em ơi. Đó, rẻ lắm anh em, 300.000, anh em không mua hết cơ hội mua nha. Hôm nay rửa lại một cái sau này Hồng An bán tới 500.000 là bình thường nha anh em. Ba cái rim Thái mắc lắm anh em ơi, anh thấy không? Đó, không có đâm đụng, không có cong vên nè, kể cả cái ba ga sau cũng vậy nè anh em, rất đẹp anh thấy không, thẳng băng anh em. Xi cỡ này nè, gắn cái bọc nhựa super rim vô là ok luôn anh em. Cây này thì ngày thường bán là cỡ 1,5 triệu đó, nếu mà những chiếc xe tháo ra đẹp đẹp cả 1,5 triệu đó nha anh em. Đó, nó tùy lô hàng anh em ơi ha, tùy lô hàng tùy đồ, mình chia sẻ thì rẻ thì mình chia sẻ đại solo cho nó vừa. Đó, rồi giò đạp Rim Thái hôm nay Hồng An bán 300.000 cho cái chiếc lô xe Rim Thái đời 90-96 anh em ha, 300.000 nha anh em. Nước xi đẹp, để nước xi đẹp nè anh em ha, nước xi đẹp nha anh em, không có chày nha anh em ha, nước xi đẹp, ráp trên xe 40-50 triệu bình thường, cao su nè anh em. Đó, cao su zin nha, lõi zin nè anh em, đặc biệt là nó không có lắc anh em ha, nè gặt ra rất là nhẹ nha anh em, không bị sệ anh em ha. Đó, nè cứng nhắc anh em nè, thấy không, cứng nhắc nha, rất là cứng nhắc anh em ha, không có lắc tới lắc lui nha, dùng bực nó mới tay đi anh em ha, bực nè. Đó, rất là nặng, ít dùng anh em, đa số những cây này là người ta đề nhiều quá không có dùng tới luôn anh em, đâm ra nó nặng chịch rồi, không có rơ anh em, thấy không? Đó, răng cỏ đều quá đẹp rồi anh em, quá đẹp, chưa rửa anh em ha, anh em xin về rửa lại. À, bóng chiếu luôn anh em, sáng bóng chiếu luôn anh em ha. À, không có bị lõi dưới, không bị chày luôn anh em, 300.000 à. Nói chung lâu lâu có cơ hội anh em nên mua anh em ơi ha, nhiều khi hết cơ hội là khác anh em ha. À, hết cơ hội là khác liền nha anh em. Rồi 300.000 ha anh em ha, 300.000. Rồi tới cây
thần số. Thần số này cũng giá rẻ anh em ơi, 200.000 sao anh em, 200.000 thôi. À, nó cũng bị chày rồi này kia anh em ha. Nói chung nước sơn này ok anh em, nước sơn ok anh em ha. À, răng cũng tạm tạm, nói chung xài những con xe cài bừa được anh em, 200.000 thôi. Nó dùng cho xe cài bừa nha, răng cỏ còn nguyên hết. Nhưng mà bao xài anh em nó dày lắm, đêm thái nó dày lắm anh em, thịt nó dày lắm, rất là dày. À, rất là dày thịt anh em ha, cao su nguyên zin còn hết nha anh em. À, cao su chưa bể anh em ha. Nó răng cỏ nè. À, 200.000 mua cho dùng cho xe cài bừa anh em ha, xe cài bừa đã hơn mua những cái cần mới giờ cũng trăm ngoài rồi, mà xài nó không có được cứng chắc như những cái dòng này anh em ha, 200.000 thôi. Rồi đồ đạp thắng, cái đạp thắng trên chiếc xe đó. Thì tình trạng anh em nhìn cũng thấy rồi nha anh em ha, anh em nhìn mặt tiền anh em. Tiền của nó nè, đã số mặt tiền là vậy anh em ha, mặt tiền đó. Rồi mặt dựng nha anh em, ở trên nhìn xuống, rồi ở trong nhìn ra, ít ai nhìn lắm anh em, ở trong nhìn ra không ai nhìn đâu. Rồi, ở dưới nhìn lên, nói chung cũng chẳng ai nhìn đâu anh em, quan trọng mặt tiền anh em ơi. Rồi nói chung là như vậy ha, mặt tiền đẹp đó, không có bị chạy luôn nha anh em, răng cỏ còn ok anh em ha. Đó, răng cỏ còn đẹp lắm nha anh em, 800.000 anh em ơi ha. À, răng cỏ còn nguyên anh em, rất là dày. À, chỉ một xíu cái lớn này thôi ha. À, 800.000 nha, hàng theo xe vậy là đẹp lắm anh em ơi. À, rồi 800.000. Rồi tiếp đến cây bô. Đó, anh em nào đang cần một cây bô mà nói chung là dùng để đi uống cà phê, xe cài bừa đều được hết. Thứ nhất mình quay mặt tiền đi anh em ha, mặt tiền. Mặt tiền là 1985. Đúng theo xe nha anh em, rất là nặng anh em ha. Tiếng bô bao hay luôn. Mặt tiền nè anh em. Cổ zin nha. Ha, cổ zin, dĩ zin. Ốc zin. Dĩ zin. Đúng của nó nha anh em, mặt tiền nè anh em. Thấy chưa anh em? Rồi. Cái phần này là anh em nhìn nè. Có hàng khúc này nha anh em ha. Hàng khúc này lại. Mặt bên trong rồi nha anh em ha. Đây bên trong rồi nha anh em. Bên trong rồi. Bô gì nó loe lên anh em, nó sẽ xè lên ha. Nó lê lê lên đó, nó xè xè, nó có lại lại lên nha anh em. Rồi mặt trong nữa nè anh em, mặt trong này chẳng ai thấy đâu anh em ơi. Nè bô của nó nè, 96 luôn nha anh em ha. À, bô 96 gì đó. À, 96 đó. À, đúng bô 96 nha anh em ha. À, nè cổ bô nè, cổ bô thì cổ bô zin, nhớ nha anh em ha, cổ bô zin nè, anh thấy nè, thấy không, nó có g đây nha anh em ha. Còn những cái cổ mới nó khác nha anh em. Còn cổ bô đêm thái với theo xe nó có cái G. Có một cái G nè. Từ đoạn này xuống nó có cái G nha anh em. À, chứ có hai cái hộp này nữa nè. Ở chỗ này lúc trước nó bị sao, nó bị bể, bị xì sao mình không biết anh em ha. Chủ xe họ có hàng lại. Hàng chỗ này lại nha anh em. Còn cổ là cổ zin nha. Rồi. Phần đáy thì ok anh em. Phần đít đó. Phần đít là mối hàng thường nằm ở dưới. Mối hàng là phần đít anh em ha. À, thì nói chung là bô là không có lủng, chỉ có hàng khúc cổ thôi anh em ha. Tiếng bao hay luôn. Rồi cuối cùng là mình nhìn cái mặt tiền nha anh em. Đây phần đít nè, mặt tiền cho anh em ha. Đó, nước sơn zin vẫn còn anh em ha. Đít bô nước sơn zin màu đen vẫn còn nha, không có sơn phết lại nha anh em ha. Rồi tiếp đó là mình nhìn mặt tiền nha anh em, nhìn kỹ mặt tiền chứ không mang cái nha. Đó, thấy chưa anh em, mặt tiền đó, ráp một chiếc xe nó sẽ lại ra hình hình này đó anh em.
từ trên nhìn xuống nè. Đó. 1985. Bộ zin theo xe nha, rất là sáng. Đó. Trên chiếc xe gáp vậy đó anh em. Đúng chưa anh em? Thấy không? À. Mặt dưới nữa nè, cố tình quay mặt dưới nè anh em. Thấy không? Dưới chẳng ai để ý đâu. À, sao bắt như vậy là đúng anh em. Đó, mặt tiền vậy nè. Thấy chưa? Đó. Cái bô nằm hướng này đó là chuẩn nhất anh em. Đó. Vậy là chuẩn nhất nè. Anh nhìn kỹ quá đẹp anh em. Có 2 triệu thôi anh em ơi. 2 triệu anh em gáp lên. Không ai mà nói anh em mà có hàng cổ hàng gì đâu anh em. Vì nó che hết trơn anh em ơi ha. Che bên trong rồi. Đó. 2 triệu cây bô bao tiếng hay. Bao hay luôn nha anh em. Tiếng ra bô là tiếng hơi zin. Tiếng hơi zin nha. Rất là đẹp ha. Lên nha anh em. Rồi 2 triệu cây bô nha anh em ha. Đó. Đúng đời đúng bô, ngoại trừ trong đây nó có mớp chút xíu. Đó, nó xét ha. Chỗ cái phuộc anh em, từ từ là bị cho chỗ phuộc. Mà nằm bên trong anh em ơi, không để ý, có 2 triệu cây bô đó anh em. Ráp cho xe nào cũng được hết. Đó, rất là hay. Rồi nói chung thì cũng hết rồi anh em. Bây giờ còn cái bẩn ha. Bẩn này đời 97, đúng 97 luôn nha anh em. Anh em mình tranh thủ chút bẩn này nè. Giá rẻ luôn anh em. Em coi kỹ cái đất năm nha. Mình quay kỹ lắm. Đúng 97 cho anh em. Đúng không? À, tầng thứ 8, tầng thứ 10 97 gì đó. Tháng 10 năm 97 gì đó anh em. Ha, anh em nhìn kỹ nha. Trước tiên mình sẽ quay cái mặt này xuống. Mặt ngoài là mặt tiền là đẹp cho anh em ha, mặt tiền nè anh em. Mình quay mặt tiền nha. Giờ mình đừng quay đâu hết, quay mặt tiền nè anh em. Em nhìn kỹ mặt tiền nha anh em ha, mặt tiền cách ngoài. Mặt trong này khỏi còn nhìn rồi. Quan trọng cái giá đó anh em. Mặt tiền nè anh em. Cái đầu zin nha anh em. Đúng không? Đó. Rồi mặt trong tổng thể là cái cho nên mình xem anh em ha. Trong đây có hàng nha anh em. Nó bị nứt cái chỗ bắt gô á. Xe nào cũng vậy hết nha anh em ha. Xiết quá nó bể gô á. Rồi bên trong anh em, bên trong bên ngoài anh em ơi ha. Hả? Rồi ok nha anh em. Rồi. Rồi, mặt bên đây. Cái đầu zin nha anh em ha, nó bị gãy hết một cái chấu rồi. À, anh em thích dán tem hoặc mang dán cho anh em chưa? Này dơ anh em ha, tao mang cầm nó dơ rồi. À. Rồi. Mặt dẫn. Cái này là chụp cái nhựa lên rồi anh em ha. Mặt dẫn nè anh em. Mặt dẫn. Đẹp nha anh em ha. Bên trong nó hàng anh em, đâm ra mà nhìn nó ok ha, không sao nha anh em. Mặt dẫn đó anh em ha, ta có một chỗ nứt chút xíu anh em. Đó. Xíu thôi nha anh em ha. Rồi bên đây găng anh em. Đó. Nè, mặt trong có hàng, mặt ngoài không sao nha anh em. Này có 2 triệu nha anh em ha, 2 triệu thôi. À, gáp xe phổ thông đồ ok hết. Nè. Có bị gân nút xíu anh em. Nói chung mấy bẩn cũ mà nó bị gân là bình thường anh em ha. Đó, hôm nay quay rất là kỹ rồi nha anh em. 2 triệu nha anh em ha. Cái bô này 2 triệu nha anh em. Đó. Nó bị gân anh em ha. Đó. Kiếm đâu ra bẩn mà đời 97 mà 2 triệu trái đào zin anh em. Cỡ này nè anh em. À, quá xứng đáng rồi đó, ráp lên những cái xe 40-50 triệu là bình thường. À, và tiếp đến là
bộ ba ba nắp. Ba nắp này nói chung là có xử lý, có xử lý anh em, bộ ba nắp có xử lý nha. Xử lý rồi anh em về không cần sơn lại, không cần xử lý nữa ha. Nói chung là cũng có xử lý nhẹ anh em, có bắn dặm lại anh em ha, có bắn dặm lại, anh em về ráp luôn, nó giả zin anh em, bắn dặm giả zin nha anh em ha, bắn dặm giả zin anh em. Đẹp, bắn dặm giả zin anh em. Này. Trơn quá, nhớt không anh em, nhớt quá anh em ha, ti thâm nhớt, ốc chỉnh nồi này. Anh em thấy không, nó chạy chỉ nè, nó lên chỉ luôn anh em, có xử lý á. Anh em về ráp ok ha, ráp xe phổ thông trung bình ok hết đó. Chứ kiếm đâu ra cái nắp cỡ này mà cộp như vậy được anh em. Những con xe dài ngàn cây chưa chắc được cái nắp đẹp như vậy đó anh em, chỉ có xử lý thôi ha đó. Anh em mình về ráp những con xe mà xe dọn, xe về zin cũng được ha, giá rẻ nha anh em đó. Bộ ba nắp này anh em mình lấy phôi cũng hết nhiêu rồi anh em ha, nó sơn sẵn hết cho anh em rồi đó. 2,5 triệu nha anh em, bộ này 2,5 triệu nha, đúng rim Thái nha anh em ha. Anh em muốn mua lẻ bán lẻ đó nha anh em, đều bán lẻ hết, muốn mua lẻ bán lẻ, muốn mua nguyên bộ là 2,5 triệu cho anh em, bao gồm ti thâm nhớt đầy đủ hết, rồi gồm cặp đùm nha anh em ha. Đùm này cũng có xử lý rồi nha anh em, 1,000,000 một cái, mua một cặp là 2,000,000 luôn, kèm cái má cho anh em luôn đó, có kèm má luôn nha, xử lý lại luôn rồi nha anh em, xử lý rồi anh em về anh em dùng luôn nha, không cần xử lý nữa, khỏi tốn tiền, khỏi tốn kém nha anh em, không tốn kém, không tốn tiền đó. Đó, rất đẹp nha anh em ha, sơn rất là mỏng nha anh em đó. Đầm anh em ha, sơ mi zin nha, không có đóng nha anh em ha, bạc đạn zin hết nha anh em, không có lỏng lưng nha, vậy ráp là ok nha. Đó, nhiều khi anh em mua về lấy phôi đi sơn tốn kém lắm, thì bên shop mình thì nó có sẵn những cái phụ kiện mình mua của anh em á, họ sơn sẵn luôn rồi. Đó, anh em về chỉ có là xử lý là ráp lên thôi. Đó, không có cần mà đi sơn nữa, thấy chưa anh em. Đó, đẹp, xử lý mỏng nha anh em ha, rất là mỏng, dạng giải zin mà anh em. Đó, xử lý mỏng rồi, một bộ 1,000,000 nha anh em ha, có bán lẻ nha anh em, anh em mua lẻ bán lẻ, anh em mua bộ bán bộ, giá cũng như vậy và không bớt anh em. Đó, đúng của nó ha, rim Thái nha anh em, cái má hôm nay không rẻ đâu. Đó, công đờ mét là xài nguyên ok nha anh em, trái khế hoạt động bình thường nha. Đó, cũng xử lý rồi cho anh em luôn cho anh em ha. Đó, bạc đạn zin hết, không lỏng lưng, không đóng sơ mi. Đó, 1,000,000 một cái, có luôn má cho anh em. Đó, anh em về chỉ có dùng thôi, tao mang cặp nó hơi vớt á, nhớt nó dơ anh em, đẹp lắm nha anh em ha. Đó, nước sơn đẹp lắm anh em thấy không. Đó, nè, rất đẹp luôn, bao đẹp luôn nha anh em, có này đó anh em ha, quá rẻ rồi anh em, đồ rim Thái mắc lắm nha anh em. Anh em mua những cái đùm rim zin á không có đẹp đâu, đa số là bị chóc bị bạc cũng nhiều,
trừ khi những con xe 20.000 cây, mười mấy ngàn cây mới được những cái đùm đẹp thôi. Còn những con xe mà đi nhiều, ít nhiều nó cũng bị bạc màu hết trơn rồi anh em. Bạc màu xuống cấp rồi ha. Thà mình dùng những cái bộ này nè, anh em về ráp những con xe 40-50 triệu á, nó giả zin anh em đi thời gian nó xuống mà nó đẹp lắm anh em. Mà giá nó rẻ nữa. 1 triệu một bộ, một cặp là 2 triệu nha anh em. Rồi nói chung clip rất là dài anh em ơi ha. Rất nhiều phụ kiện anh em cần, vàng nhựa, vàng áo rim Thái bên mình cũng đầy đủ nha anh em. Rim Thái nè, nhựa nè, áo quay Thái nè, màu đỏ nè, màu xanh có hết nha anh em. Trong thời gian thời lượng có hạn ha. Mỗi một ngày mình quay một chút xíu lên anh em. Đó, nhiều khi mình quay suốt thì sẽ không có thời gian mình nghe điện thoại tư vấn anh em và ship hàng cho anh em. Nhiều khi đôi lúc có 2-3 ngày họ mới lên một cái clip tổng hợp như vậy đó anh em ha. Mong anh em mình cứ cần món hàng nào bên shop mình đều có nha anh em. Bất cứ món hàng nào bên shop mình đều có hết. Nhiều khi mình không có quay lên nhưng mà đồ vẫn có cho anh em. Bất kể những phụ tùng linh kiện đều có hết. Đó. Tất cả các dòng bô, dàn nhúng, dàn phục, dàn lửa đều có. Căm đùm niền, đồ theo xe đều có nha anh em. Không thiếu món nào nha anh em ha. Kể cả các cái gấp nè, đùm nè, thùng xăng nè, thùng xăng VIP, thể loại nào cũng có nha anh em. Nó đùm cỡ này đó anh em ha. Đùm má đùm rồi cần số đạp thắng nè anh em. Đạp thắng nè, cần số nè. Đạp thắng cỡ này đó anh em. Cái gì mà không có anh em ha. Neo quay S, quay alpha đồ nè, đó. Gấp rim nè. Anh em thích cái dạng mà cọp, lúc nào cũng có cọp cho anh em ha. Đó. Rồi gấp nè, quay alpha, gấp quay Thái nè. Cản nè anh em. Không thiếu đâu anh em ơi ha. Rất nhiều chủng loại, nói chung anh em cần cái gì cũng có nhưng mà mình không thể nào quay hết trong cái clip được, rất là nhiều. Đâm ra chỉ có như vậy thôi nha anh em ha. Và phương chăm sóc mình bán cho anh em lúc nào cũng đều được bảo hành cho anh em mình dùng. Từ 3 tháng đến 6 tháng sử dụng hết tất cả các thể loại. Anh em mua đồ bên shop mình đều bảo hành cho anh em. Từ 3 tháng đến 6 tháng. Còn máy móc thì anh em yên tâm ha. Đồ đều là đều chất lượng hết nha anh em. Trên những con xe sống đang nổ máy rã xuống. Và những linh kiện ngoài thì mình phải mua rất là kiểm tra rất là kỹ. Mới chia lại của ông anh những cái linh kiện phụ tùng ngoài. Còn riêng máy là bên mình lúc nào cũng là rã tại. Mình mua về là rã tại những con xe sống không nha anh em. Ít cái này chia lại của những anh em lái đó. Hoặc những anh em mà mua bán trong chợ đó. Đó. Rồi đây là số tài khoản của xe máy Hồng An nha anh em. Duy nhất một số tài khoản nha. Anh em chốt đơn phải nhớ chuyển cọc. Và để lại số điện thoại và địa chỉ nhà. Bên shop mình sẽ giao tận nơi tận giường. Tại cho anh em mình nhận đơn toàn quốc nha anh em ha. Giao hàng toàn quốc nha anh em. Rồi bye bye cả nhà. Cả nhà mình nhớ cho shop mình một cái lượt thích anh em. Một cái lượt thích và một lượt chia sẻ đi. Để động viên cho shop xe máy Hồng An lúc nào cũng luôn đồng hành cùng anh em. Phục vụ cho anh em mình ngày càng tốt hơn nha anh em ha. Đó là một cái động lực anh em mình cố gắng chia sẻ giúp Hồng An. Để cho kênh của mình ngày càng có cái lượng tương tác nó nhiều hơn anh em. Rồi bye bye cả nhà nha. Chúc anh em một ngày ngày mai là thứ bảy rồi. Một ngày thứ bảy chủ nhật cùng gia đình vui vẻ, mạnh khỏe, bình an. Bye bye.